Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 27. Bởi Isaac đã già, mắt làng chẳng thấy được nữa, bèn gọi Esau con trưởng nam mà rằng: Hỡi con. Esau thưa rằng: Có con đây. Người bèn nói rằng: Này, cha đã già rồi, chẳng biết ngày nào phải chết. Vậy bây giờ, cha xin con hãy lấy khí giới, ống tên và cung con, ra đồng săn thịt rừng cho cha, dọn một món ngon tùy theo cha sở thích, rồi dâng lên cho cha ăn, đặng linh hồn cha chúc phước cho con trước khi chết. Vả đang khi Isaac nói cùng Esau con trai mình, thì Rebecca có nghe. Esau bèn ra đồng săn thịt rừng đặng đem về cho cha. Rebecca nói cùng Jacob con trai mình rằng: Này, mẹ có nghe cha nói cùng Esau anh con và dặn rằng: Hãy đem thịt rừng về cho cha, dọn một món ngon cha ăn, đặng trước khi qua đời cha sẽ chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy con ơi, bây giờ hãy nghe mẹ và làm theo lời mẹ biểu. Hãy ra ngoài bầy, bắt hai dê con tốt, rồi mẹ sẽ dọn cho cha con một món ngon tùy theo người sở thích. Con sẽ đem cho cha ăn, đặng người chúc phước con trước khi qua đời. Gia-cốp thưa lại cùng mẹ rằng: Thưa mẹ, Ê-sao anh con có lông, còn con lại không? Có lẽ cha sẽ rờ mình chăng, coi con như kẻ phỉnh gạt, thì con chát lấy cho mình sự rủa xả, chứ chẳng phải sự chúc phước đâu. Mẹ đáp rằng: Con ơi, xin sự rủa xả đó để cho mẹ chịu. Hãy cứ nghe lời mẹ ra bắt hai dê con. Vậy Jacob đi bắt hai dê con, đem lại cho mẹ làm món ngon tùy theo cha sở thích. Đoạn Rebecca lấy quần áo tốt nhất của Esau con trưởng nam sẵn để trong nhà mà mặc vào cho Jacob con út mình. Rồi người lấy da dê con bao hai tay và cổ, vì tay và cổ Jacob không có lông. Rebecca bèn để món ngon và bánh của mình đã dọn vào tay con út mình. Jacob bưng đến cha mình và nói rằng: Thưa cha. Isaac đáp: Có cha đây, con là đứa nào đó? Jacob thưa: Tôi là Esau, con trưởng nam của cha. Con đã làm theo lời cha dặn biểu. Xin cha dậy, ngồi ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha sẽ chúc phước cho con. Isaac hỏi rằng: Sao con đi săn được mau thế? Thưa rằng: Ấy nhờ Jehovah Đức Chúa Trời của cha xui tôi gặp mau vậy. Isaac nói cùng Jacob rằng: Hỡi con, hãy lại gần, đặng cha rờ thử xem có phải là Esau con của cha chăng. Jacob bèn lại gần Isaac, người rờ và nói rằng: Tiếng nói thì của Jacob, còn hai tay lại của Esau. Người chẳng nhận biết đặng, vì hai tay cũng có lông như của anh là Esau. Vậy Isaac chúc phước cho. Người lại hỏi rằng: Ấy con thật là Esau con trai ta phải chăng? Jacob thưa: Phải, con đây. Isaac bèn nói: Hãy dọn cho cha ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. Jacob dọn cho người ăn, cũng có đem rượu cho người uống nữa. Rồi Isaac cha người nói rằng: Hỡi con, hãy lại gần và hôn cha. Jacob bèn lại gần và hôn người. Isaac đánh mùi thơm của áo con, liền chúc phước cho và nói rằng: Này, mùi hương của con ta khác nào mùi hương của cánh đồng mà Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Cầu xin Đức Chúa Trời cho con sương móc trên trời xuống, được màu mỡ của đất và dư dật lúa mì cùng rượu. Muôn dân phải phục con, các nước phải quỳ lại trước mặt con. Hãy được quyền chủ các anh em, các con trai của mẹ con phải quỳ lại trước mặt con. Ai rủa xả con sẽ bị rủa xả lại, ai cầu phước cho con sẽ được ban phước lại. Vừa khi Isaac chúc phước cho Jacob xong, và vừa khi Jacob lui ra khỏi nơi cha mình,
thì Ê-sau anh người đi săn trở về. Người cũng dọn một món ngon dâng lên cho cha và thưa rằng: xin dậy ngồi ăn thịt săn của con trai cha, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. Y-sác cha người hỏi: con là đứa nào? Thưa rằng: tôi là Ê-sau, con trưởng nam của cha. Y-sác lấy làm cảm động quá đỗi mà nói rằng: vậy còn đứa nào đã săn thịt rừng và đã dâng lên cho cha đó? Trước khi con về, cha đã ăn hết rồi và chúc phước cho nó. Nó lại sẽ được ban phước vậy. Vừa nghe dứt lời cha, thì Ê-sau la lên một tiếng rất lớn và rất thảm thiết mà thưa cùng cha rằng: cha ơi, xin hãy chúc phước cho con luôn nữa. Nhưng Y-sác lại đáp: em con đã dùng mưu kế đến cướp sự chúc phước của con rồi. Ê-sau liền nói rằng: có phải vì người ta gọi nó là Gia-cốp mà nó hai lần chiếm lấy vị tôi rồi chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam tôi và lại bây giờ còn chiếm sự phước lành của tôi nữa. Tiếp rằng: cha chẳng có dành sự chúc phước chi cho tôi sao? Y-sác đáp rằng: này, cha đã lập nó lên làm chủ con, đã cho các anh em làm tôi nó và đã dự bị lúa mì và rượu cho nó. Vậy cha sẽ làm chi cho con đây? Ê-sau thưa rằng: cha ơi, cha chỉ có sự chúc phước đó thôi sao? Hãy chúc phước cho con với cha. Rồi Ê-sau cất tiếng lên khóc. Y-sác cha người đáp rằng: này, nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ của đất cùng sương móc trên trời xa xuống. Con sẽ nhờ gươm mới được sống và làm tôi tớ cho em con. Xong, khi con lưu lạc rày đó mai đây, sẽ bẻ cái ách của em trên cổ con vậy. Ê-sau trở lòng ghét Gia-cốp vì cớ cha mình chúc phước cho người, bèn nói thầm trong lòng rằng: ngày tang của cha đã hầu gần, vậy ta sẽ giết Gia-cốp em ta đi. Họ đem lời Ê-sau con lớn thuật lại cùng Rê-be-ca, thì người sai gọi Gia-cốp con út mình mà nói rằng: này Ê-sau, anh con toan giết con để báo thù. Vậy bây giờ hỡi con, hãy nghe lời mẹ, đứng dậy chạy trốn qua nhà La-ban cậu con tại Cha-ran và hãy ở cùng người ít lâu, cho đến lúc nào cơn giận của anh con qua hết. Khi cơn giận anh con bỏ qua rồi và nó quên việc con đã gây nên với nó, thì mẹ sẽ biểu con về. Có lẽ đâu mẹ phải chịu mất cả hai đứa trong một ngày ư? Rebecca nói cùng Isaac rằng: tôi đã chán, không muốn sống nữa vì cớ mấy con gái họ hết. Nếu Gia-cốp cưới một trong mấy con gái họ hết mà làm vợ, tức một người con gái trong xứ như các đứa đó, thôi, tôi còn sống mà chi. Chương 28. Y-sác bèn gọi Gia-cốp chúc phước cho và dặn rằng: con chớ chọn một người vợ nào hết trong bọn con gái Ca-na-an. Hãy đứng dậy đi qua xứ Pha-đan A-ram tại nhà Bê-tu-ên ông ngoại con và cưới ở đó một người vợ trong các con gái của La-ban là cậu con. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng ban phước cho con, làm con sinh sản thêm nhiều và trở nên một đám dân đông. Cầu xin Ngài ban cho con và dòng dõi con phước lành của Abraham, hầu cho xứ con đã kiều ngụ sẽ làm sản nghiệp cho con, tức xứ Ngài đã ban cho Abraham. Rồi Y-sác sai Gia-cốp đi qua xứ Pha-đan A-ram đến nhà La-ban con trai Bê-tu-ên vốn người A-ram, lại là anh của Rê-be-ca mẹ của Gia-cốp và Ê-sau. Ê-sau thấy Y-sác đã chúc phước cho Gia-cốp và sai đi qua xứ Pha-đan A-ram đặng cưới vợ, và trong lúc đương chúc phước có dặn rằng chớ cưới vợ trong bọn con gái Ca-na-an, lại đã thấy Gia-cốp vâng lời cha mẹ đi qua xứ Pha-đan A-ram đó, thì biết rằng bọn con gái Ca-na-an không vừa ý Y-sác cha mình, nên người bạn đi đến nhà Ít-ma-ên ngoài hai người vợ đã có rồi, cưới thêm nàng Ma-ha-lát, con gái của Ít-ma-ên, cháu nội của Abraham và em của Nê-ba-dốt. Gia-cốp từ Bê-e-sê-ba đi đến Cha-ran, tới một chỗ kia mặt trời đã khuất thì qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu và nằm ngủ tại đó. Bèn chiêm bao thấy một cái thang bắc từ dưới đất đầu đến tận trời, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó.
Này, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đương nằm ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Gia-cốp thức giấc nói rằng: Thật, Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết. Người bắt sợ và nói rằng: Chốn này đáng kinh khủng thay, đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời. Người dậy sớm, lấy hòn đá của mình dùng gối đầu, dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó, rồi đặt tên chốn này là Bê-tên, còn nguyên khi trước tên thành là Lu-sơ. Gia-cốp bèn khấn vái rằng: Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài 1/10 mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. Chương 17. Phao-lô và Si-la đi ngang qua thành Amphipolis và thành Apoloni, rồi tới thành Tê-sa-lô-ni-ca. Ở đó người Giu-đa có một nhà hội. Phao-lô tới nhà hội theo thói quen mình, và trong 3 ngày sa-bát biện luận với họ, lấy kinh thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Đấng Christ phải chịu thương khó rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng: Đấng Christ này tức là Đức Chúa Giê-xu mà ta rao truyền cho các ngươi. Trong bọn họ có một vài người được khuyên dỗ nối theo Phao-lô và Si-la, lại cũng có rất nhiều người Grec vẫn kính sợ Đức Chúa Trời và mấy người đàn bà sang trọng trong thành nữa. Nhưng người Giu-đa đầy lòng ghen ghét, rủ mấy đứa hoang đàn nơi đường phố, xúi dục đoàn dân gây loạn trong thành. Chúng nó xông vào nhà của Gia-sôn tìm bắt Phao-lô và Si-la đặng điệu đến cho dân chúng. Tìm không được, bèn kéo Gia-sôn và mấy người anh em đến trước mặt các quan án trong thành mà la lên rằng: Kìa, những tên này đã gây thiên hạ nên loạn lạc, nay có đây và Gia-sôn đã chứa chúng. Chúng nói hết thảy là đồ nghịch mạng Sê-sa, vì nói rằng có một vua khác là Rê-xu. Bấy nhiêu lời đó làm rối động đoàn dân và các quan án. Song khi các quan án đòi Gia-sôn và các người khác bảo lãnh rồi thì tha cho ra. Tức thì trong ban đêm, anh em khiến Phao-lô và Si-la đi đến thành Bê-rê. Đến nơi rồi thì vào nhà hội người Giu-đa. Những người này có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem kinh thánh để xét lời giảng có thật chăng. Trong bọn họ có nhiều người tin theo, với mấy người đàn bà Grec sang trọng và đàn ông cũng khá đông. Nhưng khi người Giu-đa ở thành Tê-sa-lô-ni-ca hay, Phao-lô cũng truyền đạo Đức Chúa Trời tại thành Bê-rê, bèn đến đó để rải sự xao xuyến rối loạn trong dân chúng. Tức thì anh em khiến Phao-lô đi phía biển, còn Si-la với Ti-mô-thê ở lại thành Bê-rê. Những người dẫn Phao-lô đưa người đến thành A-then rồi trở về, đem lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê phải đến cùng người cho gấp. Phao-lô đương đợi 2 người tại thành A-then, động lòng tức giận vì thấy thành đều đầy những thần tượng. Vậy người biện luận trong nhà hội với người Giu-đa và người mới theo đạo Giu-đa, lại mỗi ngày với những kẻ nào mình gặp tại nơi chợ. Có mấy nhà triết học về phái Epicurean và phái Stoicean cũng cãi lẽ với người. Kẻ thì hỏi: Người già mép này muốn nói gì đó? Người thì nói: Người dường như giảng về các thần ngoại quốc, vì Phao-lô truyền cho chúng về Đức Chúa Giê-xu và sự sống lại. Chúng bắt người, đem đến nơi Areopa mà hỏi rằng: Chúng tôi có thể biết được đạo mới nào mà ông dạy đó chăng? Vì chân ông giảng cho chúng tôi nghe sự lạ. Chúng tôi muốn biết ý nghĩa điều đó là gì. Vả, hết thảy người Athen và người ngoại quốc ngụ tại thành Athen chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi.
Bây giờ Phaolô đứng giữa Areopa nói rằng: Hỡi người Athen, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: Thờ Chúa không biết. Vậy, đấng các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đương rao truyền cho. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì. Vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sinh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp trên mặt đất. Định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động và có. Y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng bạc hay là đá bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm chỗ nên. Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay bảo hết thảy các ngươi trong mọi nơi đều phải ăn năn. Vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Khi chúng nghe nói về sự sống lại của kẻ chết, kẻ thì nhạo báng, người thì nói rằng, lúc khác chúng ta sẽ nghe ngươi nói về việc đó. Vì vậy, Phaolô từ giữa đám họ bước ra. Nhưng có mấy kẻ theo người và tin, trong số đó có Deni là một quan tòa nơi Areopa và một người đàn bà khác tên là Damari cùng các người khác. Chương 18. Rồi đó, Phaolô đi khỏi thành Athen mà tới thành Corinto. Tại đó, người gặp một người Giuđa tên là Aquila, quê ở xứ Bông, mới từ nước Italy đến đây với vợ mình là Berisin. Bởi vì vua Cơlốt có chỉ truyền mọi người Giuđa phải lánh khỏi thành Roma. Phaolô bèn hiệp với hai người. Vì đồng nghề nên Phaolô ở nhà hai người mà làm việc chung nhau. Vả nghề các người đó là may trại. Hễ đến ngày Sa-bát thì Phaolô giảng luận trong nhà hội, khuyên dỗ người Giuđa và người Grec. Khi Sila và Timôthê từ xứ Macedon đến thì Phaolô hết lòng chuyên lo về sự giảng dạy, làm chứng với người Giuđa rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ. Nhưng vì chúng chống cự và khinh dễ người, nên người giũ áo mình mà nói rằng: Ước gì máu các ngươi đổ lại trên đầu các ngươi, còn ta thì tinh sạch. Từ đây ta sẽ đi đến cùng người ngoại. Phaolô ra khỏi đó, vào nhà một người tên là Titiu Justu, là kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, nhà người giáp với nhà hội. Bây giờ Corybu chủ nhà hội với cả nhà mình đều tin Chúa. Lại có nhiều người Corinto từng nghe Phaolô giảng cũng tin và chịu phép báp têm. Ban đêm Chúa phán cùng Phaolô trong sự hiện thấy rằng: Đừng sợ chi, song hãy nói và chớ làm thinh. Ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu, vì ta có nhiều người trong thành này. Phaolô ở lại đó 1 năm 6 tháng, dạy đạo Đức Chúa Trời trong đám họ. Lúc Galion đang làm quan trấn thủ xứ A Chai, người Giuđa đồng lòng nổi lên nghịch cùng Phaolô và kéo người đến tòa án mà nói rằng: Người này xui dân thờ Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp. Phaolô vừa toan mở miệng trả lời thì Galion nói cùng dân Giuđa rằng: Hỏi người Giuđa, giá như về nỗi trái phép hay tội lỗi gì thì theo lẽ phải ta nên nhịn nhục nghe các ngươi. Song nếu biện luận về đạo lý, danh hiệu hay là luật pháp riêng của các ngươi thì hãy tự xử lấy, ta chẳng khứng xử đoán những việc đó đâu. Người bèn đuổi chúng ra khỏi tòa án. Bây giờ chúng bắt sốt then chủ nhà hội đánh đòn trước tòa án, nhưng Galion chẳng lo đến việc đó. Phaolô ở lại thành Corinto ít lâu nữa rồi từ giã anh em, xuống thuyền đi với Berisin và Aquila qua xứ Syri, sau khi đã chịu cạo đầu tại thành Cenchreae
vì người có lời thề nguyện. Kế đó, ba người tới thành Ê-phê-sô. Phao-lô để đồng bạn mình lại đó, còn người thì vào nhà hội nói chuyện với những người Giu-đa. Song khi chúng xin ở lại lâu hơn nữa thì người chẳng khứng. Người từ giả các người đó mà rằng: ví Đức Chúa Trời khứng thì chuyến khác ta sẽ đến nơi các ngươi. Rồi người từ thành Ê-phê-sô mà đi. Khi đổ bộ tại thành Cesare rồi, người đi lên thành Jerusalem chào mừng hội thánh, đoạn lại xuống thành Antioch. Người ở đó ít lâu rồi lại đi trải lần lần khắp trong xứ Galati và xứ Phrygi, làm cho hết thảy môn đồ đều vững lòng. Bây giờ có một người Giu-đa tên là Apollo, quê tại thành Alexandri, là tay khéo nói và hiểu kinh thánh, đến thành Ê-phê-sô. Người đã học đạo Chúa nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng dạy và dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Giê-xu, dẫu người chỉ biết phép báp têm của dân mà thôi. Vậy người khởi sự giảng cách dạng dĩ trong nhà hội. Berisin và Aquila nghe giảng bèn đem người về với mình, giải bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa. Người toan sang xứ A Chai thì anh em dục lòng cho và viết thơ gửi dặn môn đồ phải tiếp đãi người tử tế. Khi tới rồi, người được nhờ ơn Đức Chúa Trời mà bổ ích cho kẻ đã tin theo. Vì người hết sức bẻ bác người Giu-đa giữa thiên hạ, lấy kinh thánh mà bày tỏ rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Thi Thiên 142. Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự than thở tôi, bày tỏ sự gian nan tôi. Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, thì Chúa đã biết nẻo đàn tôi. Trên con đường tôi đi, chúng nó gài kín một cái bẫy. Xin Chúa nhìn phía hữu tôi, coi chẳng có ai nhận biết tôi. Tôi cũng không có nơi nào để nương náu mình, chẳng người nào hỏi thăm linh hồn tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu cùng Ngài mà rằng: Ngài là nơi nương náu của tôi, phần tôi trong đất kẻ sống. Xin Chúa lắng nghe tiếng tôi, vì tôi bị khốn khổ vô cùng. Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ bắt bớ tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi. Xin hãy rút linh hồn tôi khỏi ngục khám, để tôi cảm tạ danh Chúa. Những người công bình sẽ vây quanh tôi, bởi vì Chúa làm ơn cho tôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày.
Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcodoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.